giả và bà con nông dân thân mến, cháy bìa lá là một trong những bệnh nguy hiểm cho cây lúa. Bệnh đang có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây ở các tỉnh phía Nam. Ở các vụ lúa nằm trong mùa mưa bão nhiều như là vụ lúa hè thu, thu đông, bệnh có thể phát sinh gây hại trong suốt thời kỳ sinh trưởng của cây lúa, nhưng thường hại nhiều từ khi lúa đứng cái trở đi. Chương trình hôm nay sẽ giúp quý khán giả và bà con nông dân có những kiến thức và kinh nghiệm để chủ động phòng trị bệnh này. Mời quý khán giả và bà con nông dân theo dõi. Vi khuẩn gây bệnh cháy bìa lá xâm nhập gây bệnh cho lúa ở trên chóp lá, mép lá, qua vết thương cơ giới, sau đó lan dần vào phiến lá hoặc lan thẳng xuống gân chính. Vết bệnh rộng dần ra theo đường gợn sóng hoặc thẳng. Chỗ bị bệnh có màu xanh tái, sau chuyển dần sang vàng lục, rồi nâu xám hoặc là trắng bạc. Ranh giới giữa chỗ bị bệnh và không bị bệnh rất rõ rệt, có giới hạn theo đường gợn sóng màu vàng rơm. Vào những ngày mưa ẩm hoặc là vào lúc sáng sớm, có thể thấy những giọt keo vi khuẩn màu vàng ứa ra từ chỗ chích bệnh. Từ những giọt keo này, thông qua sự va chạm giữa các lá lúa mà lây lan sang các lá khác. Bệnh lây truyền cho vụ sau chủ yếu qua hạt giống và tàn dư của cây lúa bị bệnh ở vụ trước. Những ruộng trồng giống nhiễm hoặc lúa đang ở giai đoạn đứng cái, làm đồng trở đi và ruộng được bón nhiều phân đạm, cây lúa tốt lớp, yếu ớt, thường bị bệnh cháy bìa lá gây hại. Nếu bị nặng, bệnh có thể làm cháy lá cả bụi lúa, ruộng lúa bị tàn lụi, không trổ bông. Nếu có trổ thì tỷ lệ lép lửng cũng sẽ rất cao, năng suất giảm nghiêm trọng. Thừa là cũng như là phân đạm thường thường như mình giải là 10kg cho 1 tông là đủ. Còn này như là 11-12kg là có thể là dư. Rồi như mấy chỗ đó là có thể là nó tốt quá, thì nó cũng bị. Cái này theo tôi nghĩ thì chắc này cũng gây năng sức là cũng cỡ 30%. Mấy chỗ nhiều thì cỡ 30 mà mấy chỗ ít cỡ khoảng 20%. Mấy năm trước thì có mà cũng không đến đổi như vậy. Có mấy năm nay thì thấy tình hình ruộng ai cũng vậy hết mà, nhưng mà có chỗ ít chỗ nhiều. Còn tôi tính ra nếu nhiều đây thì thấy vậy là nhiều rồi. Nhưng mà bệnh này thì thấy cũng biết nhưng mà xịt không hết. Xịt có thể là nó đứng lại, nhưng mà có đợt thì nó cũng không đứng mà nó lây lan nhiều. Cũng như là mình xịt ở đó phải không, dưới gió vậy nè, nó bay xuống á, cái nó lan ra. Chứ trời nắng thì đỡ, mà trời mưa càng mưa là lan càng nhiều. Lúc đầu bệnh cháy bìa lá chỉ xuất hiện trên những lá đồng, nhưng sau khi lúa trổ thì bệnh sẽ phát triển rất nhanh, làm cho lá cháy khô và hạt bị lép lửng. Ngoài ra vi khuẩn còn tấn công cả trên hạt lúa, gây ra bệnh lép vàng. Bệnh do vi khuẩn tấn công khi bông lúa đang trổ, làm cho bông không thụ phấn, ngậm sữa và vào chắc được. Các nhánh vé bị mắc bệnh sẽ đứng thẳng, mang nhiều hạt bị lép có màu vàng. Hiện nay, việc sản xuất lúa của bà con hiện nay hầu như diễn ra quanh năm, cộng với tập quán xạ dày, bón phân thừa đạm, làm cho bệnh do vi khuẩn tồn tại và phát triển ngày càng mạnh hơn. Các ruộng cháy bìa lá thường là những ruộng xạ ba vụ và xạ dày. Cũng lo quá trời, cũng như thành ra thấy bên bản cũng xạ rồi, cắt rồi. Rồi bây giờ bên đây còn lấy lợi bên đây, nó thấy sợ quá thì mua thuốc, dự định đang mua, đang xịt người cho nó. Thấy bà con người ta xài cũng nhiều quá cái thuốc mà 9 trong 1 gì đó. Rồi thấy bây giờ mình ngừa bệnh đấy, để thử coi, xài thử coi nó có hiệu quả không. Kỹ sư lúa vàng cũng vừa đi thăm đồng với tôi đó, thì cũng nhổ lúa lên chỉ mình là cũng như cái vết vi khuẩn đó nó còn, nhưng mà nó mình không xịt nó đi chăng nữa, nó cũng phải tấn công từ từ, là nó phải là triệt để mấy cái bông lúa, nó mình hại năng sức của mình. Hướng dẫn của mình như là cái 9 trong 1, rồi mình pha thuốc liều lượng, bình xịt máy bao nhiêu, rồi bình xịt tay bao nhiêu, đó là cũng như xịt theo là cái quy trình của kỹ sư. Cái nhất, cái thứ hai nữa, lúa của mình nó theo cái giai đoạn. Tại vì bệnh cháy bìa lá nó là cái bệnh rất khó trị. Khó trị lý do là vì cái con vi khuẩn nó nằm sâu ở trong cái mạch nhựa của cây lúa. Phun thuốc thì thuốc giết con vi khuẩn bên ngoài hoặc là ngoài mô. Còn cái con vi khuẩn trong mạch nhựa thì nó không giải quyết được. Do đó là cái sau khi thuốc hết hiệu lực, cái bệnh nó tiếp tục nó lan ra. Và lá lúa nào bị bệnh thì cái bệnh nó cứ tiếp tục nó phát triển. Mặc dù phun thuốc nhưng mà lá lúa nó vẫn phát triển.
Do đó là cái đến khi mà gần thu hoạch thì lá lúa nó cháy khô hết. Do đó là nó giảm cái sự quang hợp và năng suất ruộng lúa bị ảnh hưởng cũng quan trọng. Vì vậy mà đối với bệnh cháy bìa lá, chúng ta phải quan tâm tới cái vấn đề phát hiện ra nó càng sớm càng tốt. Tại vì khi mà chúng ta phát hiện ra sớm thì lúc đó nó vừa phát triển ở một cái lõm nào đó thôi, một hai chòm nào đó. Thì trên một hai chòm này là chúng ta dùng thuốc trị vi khuẩn chúng ta phun. Thậm chí chúng ta có thể dùng vôi bột chúng ta rải, hoặc là chúng ta pha nước vôi để mà chúng ta phun nha. Thì nó có thể là nó chặn đứng cái bệnh đó. Chúng ta đừng để cho nó lan ra chung quanh. Và chúng ta, mà cái lõm đó là cứ 5-7 ngày chúng ta phải phun thuốc một lần. Về cái liều lượng bà con sử dụng á, thì với Google bà con có thể sử dụng từ 16-20cc trên bình 16 lít. Và phi xăng bà con cũng có thể sử dụng từ 16-20cc trên bình 16 lít. Bà con sử dụng 2 bình 16 lít trên 1.000m2. Và bà con phun khi mà lúa nó trổ 1-2 bông. Nếu mà trong cái trường hợp mà cái ruộng lúa của bà con là đã có cái triệu chứng là bị vi khuẩn gây ra, tức là bị cháy bìa lá, thì bà con nên phun. Sau khi phun lần thứ nhất 5 ngày, từ 3 đến 5 ngày bà con phun riêng cái phi xăng để trị cái vi khuẩn. Còn nếu mà ruộng lúa bình thường thì chúng ta không cần phun, chúng ta chỉ cần phun giai đoạn trổ lác đác và giai đoạn trổ đều. Từ giai đoạn trổ đều cho đến giai đoạn mà chín thu hoạch là một khoảng thời gian khá xa. Đặc biệt là trong cái vụ hè thu và cái vụ thu đông là cái áp lực bệnh rất là nặng. Vì vậy nên chúng tôi khuyến cáo là bà con nên phun một lần nữa. Từ cái giai đoạn trổ đều cho đến cái giai đoạn mà thu hoạch, tức là sau từ 7 đến 10 ngày khi trổ đều, bà con có thể phun lặp lại lần nữa Cucol phi xăng để ngừa được cái đầu ôn cổ giá, ngừa được những cái đầu ôn ở trên cuống hạt và đồng thời một số bệnh khác ở trên cái bông lúa cũng như trên lá lúa và trên thân lúa ở cái giai đoạn đó. Trong khi nhiều nhà nông đang lo lắng về bệnh cháy bìa lá và các loại bệnh do vi khuẩn trên lúa ở cuối vụ, thì những nông dân ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ đang chuẩn bị thu hoạch một mùa lúa trúng. Trên những cánh đồng lúa ở xã Lương Tâm lúc này, những bông lúa chắc mẩy, no tới cậy, đang đền đáp công sức của nhà nông. Bởi ở đây, nhà nông đã biết kết hợp những kinh nghiệm của mình và những giải pháp chăm sóc lúa do các kỹ sư công ty Quá Nông Lúa Vàng hướng dẫn. Bởi vì mình nông dân mình cũng không hiểu hết vấn đề là thuốc men hay là vấn đề mà cái cách giống bệnh hoạn đồ này nọ. Mấy năm nay cũng nhờ mấy anh kỹ sư xuống rồi chỉ dạy cho nông dân như này là cũng mừng, cũng đạt chất lượng cao hơn rồi mấy năm trước. Vậy tự nhiên là bây giờ là bệnh hoạn mình phát hiện trước sớm, mình xịt thuốc là nó mau hết mà nó rẻ tiền. Mình để mà cho nó bệnh mình không biết, mình không có tìm hiểu được rồi mình để cho nó sụp mặt, mình xịt nó nặng tiền thuốc nè, rồi nặng nhân công của mình. Hiện tại thì bây giờ xịt theo cái cách mà để của công ty lúa vàng đó, xịt thuốc công ty lúa vàng, bây giờ lúa gì rồi mấy anh thấy lúa tốt không? Nó dần hực ha. Thì cái đợt cái chỗ đạt sẹt mình xịt cặp 9-1 với cơm cát một đợt. Rồi tới chỗ đều mình cũng xịt cái đó một lại một đợt nữa. Rồi đỏ đuôi mình xịt 9-1. Nó là chỉ 6 loại bệnh, cũng như là trái bìa lá nè, rồi lép vàng nè, rồi đầu ôn nè, vi phẩn, nó chỉ được tất cả hết. Là cái vàng lúa mình là thương lái lại nó thấy hạt lúa là nó phải mê hơn cái mấy cái chủ khác rồi. Bởi vì mình xịt hạt lúa mình nó bóng mà nó no được hạt gạo nó thẳng nữa, thì thương lái nhìn là chỉ là giá cả là nó mua thôi chứ nó không có chê gì hết. Tôi xài cũng mấy năm nay rồi, xài công ty lúa vàng thì cũng nhiều vụ rồi, vụ nào mua 2-3 sức cũng làm hết trơn à. Đối với bệnh do vi khuẩn thì bà con nông dân không nên để ruộng lúa bị nhiễm bệnh nhiều rồi mới xử lý thuốc, mà phải phun xịt ngay khi bệnh vừa chớm xuất hiện. Khi phát hiện bệnh nên giảm bớt lượng phân đạm, tăng cường phân kali và phải dùng thuốc đặc trị vi khuẩn. Khi phun thuốc cần phải sử dụng lượng nước vừa đủ và phun đúng kỹ thuật để tất cả các bộ phận của cây lúa từ lá, thân đến bẹ lá và gốc lúa đều được tiếp xúc với thuốc thì mới đạt hiệu quả cao. Sau mỗi trận mưa, bà con nên thăm đồng để kịp thời phát hiện dấu hiệu của bệnh. Nếu như thấy lúa có biểu hiện bệnh do vi khuẩn thì cần phun thuốc đặc trị để phòng ngừa bệnh, nhất là những ruộng lúa dày, lá lúa to, lớp đang ở giai đoạn đứng cái trở đi. Khi phun thuốc trừ vi khuẩn không nên phun vào sáng sớm hoặc ngay sau mưa vì vi khuẩn theo nước bám vào quần áo lây lan cho cả ruộng. Quý
khán giả và bà con nông dân thân mến, chương trình Kiến thức vàng kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn công ty Quá nông Lúa vàng tài trợ chương trình này. Trong chương trình kỳ sau, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những giải pháp để giúp lúa no tới cậy. Quý khán giả cũng có thể xem lại chương trình này tại địa chỉ hoigiangtv.vn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.